Quý vị đang cùng với Nguyễn Trường và Đoàn Trọng qua chương trình Cà phê sáng. Kính thưa quý vị, sau 40 năm chúng ta di tản khỏi Sài Gòn và có mặt ở khắp nơi trên thế giới, hàng nhiều người đã lần lượt bỏ cuộc chơi ra đi, dù kết cuộc ra sao như thế nào chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng tất cả những người mà có thể nói gắn liền với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Chuẩn tướng Trần Văn Nhật. Kính thưa quý vị, Chuẩn tướng Trần Văn Nhật sinh năm 1935. Dạ vâng. Vâng, sinh năm 1935. Và đến bây giờ thì có thể nói rằng Chuẩn tướng Trần Văn Nhật đã không còn hiện diện với tất cả các lính, các người binh sĩ đã từng chiến đấu với ông, đặc biệt trong cái quãng đường thời gian kể từ ngày ông nhập ngũ và trở thành một sinh viên sĩ quan trên đường bảo vệ quốc gia Đà Lạt. Ông tham dự khóa 10, khóa mang tên Trần Vĩnh Trọng, và sau đó ông đã được bổ nhiệm đến các đơn vị đầu tiên. Và đến trong một thời gian vào năm 1963, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến, là người thay thế ông thiếu tá Nguyễn Bá Liên. Và ông tướng Trần Văn Nhật đã là một trong những đơn vị có thể nói tiên phong trong hàng đầu để chiếm Đài Phát thanh Sài Gòn trong cuộc đảo chính năm 1963. Nhưng kém may mắn cho ông, sau năm 1964, vì chuyện nội bộ, ông đã được điều đến tại Tòa đại sứ Philippines với chức vụ là sĩ quan tùy viên về tại Philippines trong một thời gian, tại Manila trong một thời gian dài. Đến năm 1966, ông trở lại về lại Việt Nam và ông làm việc cho Bộ Quốc phòng. Sau đó ông được thiên chuyển đến Sư đoàn 18 Bộ binh, giữ chức vụ chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện Sư đoàn 18 Bộ binh. Kế đến ông đảm nhiệm chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43 và sau đó là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48. Một thời gian sau ông được đặc cách và đưa đến làm tỉnh trưởng kiêm chỉ huy trưởng tiểu khu trưởng tiểu khu Bình Long. Và chắc quý vị biết tiểu khu Bình Long là một trong những đơn vị nơi địa danh đã mang đến chiến cuộc có thể nói rằng khó có thể quên được, đó là An Lộc. Và trong cuộc chiến đấu An Lộc, ông với cùng với Chuẩn tướng Nguyễn Văn Hưng đã tử thủ thành phố Bình Long, cũng giống như thành phố An Lộc. Và sau đó ông được năm 1972 ông được điều ra Quảng Ngãi để làm tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, và cho đến ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản. Có thể nói Chuẩn tướng Trần Văn Nhật là một trong những vị đã có được nhiều huy chương. Ngày 29 tháng 1, ông cùng với ông Phó Đại đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã đáp máy bay từ Vũng Tàu đi ra biển để cùng với tất cả đoàn người di tản trên để thất hạm đội. Ngày hôm nay, dù quá khứ như thế nào, dù tất cả những chiến công hiển hách như thế nào, chúng ta cũng mất đi một người chiến sĩ đã từng chiến đấu với tất cả những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lido Sài Gòn TV, chúng tôi cũng giống như chương trình Cà phê sáng, xin trân trọng gửi lời chia buồn đến toàn gia quyến của chủ cố Chuẩn tướng Trần Văn Nhật. Dạ thưa quý vị, sau thời gian dài di tản tại Fullerton, ông đã định cư tại Houston, Texas và sau đó là Orange County, California. Ông qua đời vào lúc tuổi 80 tại thành phố Santa Ana lúc 9 giờ tối thứ hai ngày mùng 5 tháng Giêng 2015. Kính thưa quý vị, Chuẩn tướng Trần Văn Nhật là một trong những vị sĩ quan khi đến định cư tại Hoa Kỳ, ông vẫn còn tham gia hoạt động với cộng đồng người Việt. Có một thời ông từng là chủ tịch cộng đồng người Việt chúng ta tại miền Nam California. Kính thưa quý vị, trước những cái tin buồn đối với cộng đồng người Việt, chúng ta một lần nữa cúi đầu và có thể dâng một lời cầu nguyện, đốt một nén hương đến cho cố Chuẩn tướng Trần Văn Nhật. Quay qua một bản tin có liên quan tới vụ tin tặc trên toàn thế giới hiện nay. Người ta đang làm nóng lên cái vụ tin tặc, thưa quý vị. Một số những điệp viên của Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn có tới 6.000 binh lính chuyên về tin tặc. Họ tấn công vào các nhà máy, họ tấn công vào các hãng xưởng, họ thả quân đi, thả vi trùng vào trong những máy điện toán nhằm để ăn cắp lấy những dữ liệu từ phía Nam Hàn. Nam Hàn còn tố cáo thêm là Bắc Hàn có một đội quân hung mạnh nhất trên thế giới này về vấn đề tin tặc. Nhưng mà đó là chỉ Nam Hàn nói mà thôi. Bên phía Hoa Kỳ thì họ không nói gì đến cái phần tin tặc của Nam Hàn, Bắc Hàn. Nhưng mà thưa quý vị, qua cái vụ tấn công của hãng Sony vừa qua đó, thì khi mà công ty Sony bị tin tặc tấn công, thì Tổng thống Obama cũng đã quyết định là trừng phạt Bắc Hàn về vụ tin tặc này. Chúng tôi còn nhiều tin đặc biệt đến với Bắc Hàn. Tuy nhiên trước khi chúng tôi đến trở lại Bắc Hàn thì kính thưa quý vị, có thể nói ngày hôm nay phương tiện giao thông bằng đường hàng không là một trong những phương tiện mà được nhiều người, cho dù có nhiều khi có vấn đề nguy hiểm xảy đến, nhưng họ rất là sử dụng thông thường. Và đến bây giờ thì theo như anh Nguyễn Trường biết là có bao nhiêu sân bay, có đến 8 sân bay sẽ khánh thành trong tương lai, và 8 sân bay này thì có thể nói là họ đi theo một cái quy trình mới. Tất cả những cái đầy đủ tiện nghi cũng giống như cái lối đón tiếp ra vào, đưa tiện những người
người khách đi đến một cái tình trạng có thể nói là tuyệt vời thôi anh. Anh nói rằng là đường hàng không thì nguy hiểm, nhưng mà tôi không nghĩ là đường hàng không nguy hiểm, là tại vì máy bay thì họa hành lắm là trong một năm đó mình nghe là rớt một lần thôi, hay là nhiều khi 2-3 năm mới một lần, nhưng mà đụng xe thì tức là mỗi ngày rồi. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh, đường hàng không thì là không có nguy hiểm tại vì cái tai nạn tỷ lệ của nó ít. Tuy nhiên như khi mà có một cái tai nạn, anh thấy một cái tai nạn của Air Asia là bao nhiêu người trên thế giới quan tâm đến, bao nhiêu người đặt đến và người ta chú trọng vào cái đó, thành ra mình cũng tạm cho là nguy hiểm. Như quý vị thấy tất cả những hình ảnh của những sân bay đến bây giờ thì ngoài sân bay Changi của Singapore, còn có sân bay quốc tế của Mexico City. Sân bay của Mexico City cũng dự tính hoạt động vào năm 2018, và cũng như là sân bay của Đức ở thủ đô Berlin của Đức cũng là một trong những cái sân bay mà người ta dự trù lại là có thể để đến tình trạng tuyệt vời. Một số sân bay ở Đức như là sân bay nhà ga 62 của Munich anh. Vâng. Anh có đi, có khi nào anh đi qua Đức chưa? Chưa. Nếu chưa có điều kiện thì anh nên đi qua Đức. Tôi nhưng thể... tôi chờ anh Đoàn Trọng lược sơ qua 8 sân bay lớn mà sẽ khánh thành trong năm nay. Đồng đó thì sân bay như là sân bay của nó vào năm 2018 họ mới hoàn tất anh. Tuy nhiên sân bay của Mexico City, sân bay của Đức ở Berlin, sân bay của Munich và như sân bay của Amsterdam, Hà Lan cũng là một cái sân bay Schiphol, là cũng là một trong những sân bay sẽ được khánh thành. Và đặc biệt là sân bay của phi trường Rio Tom Robin của Brazil cũng đang được xây dựng, có thể nói là một đó, cái đó là cái sân bay của Đức này, ở bên Berlin. Và dự tính khánh thành vào năm 2017 là sân bay Beijing, Bắc Kinh đã cũng là một trong những cái sân bay cũng có sẽ được là chuyển đến. Và đến là ở phía tây nam của Trung Quốc nó cũng có một cái phi trường gọi là Chongqing Zhengbi, cũng là một phi trường mà đi vào. Cái này phi trường này thì nó sẽ được khánh thành trong năm nay đúng theo như anh vừa lên tiếng đó. Đặc biệt thì cái sân bay mà có cái tháp và trong cái bầu mà che lại bằng kính không á, là sân bay Changi ở Singapore, là hứa hẹn sẽ trở thành điểm hấp dẫn nhất của Singapore. Và dự tính là sẽ năm 2018 sẽ khánh thành là một cái sân bay cũng đi vào có thể nói là kỷ lục tuyệt vời của tất cả ngành hàng không ở trên thế giới quan tâm đến, đó là sân bay ở Mexico City. Đó là cái sân bay mà có thể nói là trong tương lai đó, anh với tôi sắp sửa đến đó. Anh Đoàn Trọng thì vừa mới lượt sơ qua một vài những cái sân bay quốc tế mà sẽ được khánh thành trong những năm sắp tới, thưa quý vị, để đón chào mọi du khách. Nhưng mà có một sân bay đó tôi nghĩ anh Đoàn Trọng không nên đi tới. Sân bay nào nói là sân bay nổi tiếng mà sân bay tối tân nhất Việt Nam vừa được khánh thành, đó là sân bay ở ngoài Nội Bài. Tôi đây dành cho anh Nguyễn Trường đến. Thưa quý vị, cái bản tin cho biết là ở tại sân bay Nội Bài, một số hành khách du khách ngoại quốc đã phản ứng gay gắt khi vào một nhà hàng tại sân bay để mà ăn một tô mì gói và bị chém tới giá là $10 cho một tô mì gói. Một tô mì gói $10. $10 một tô mì gói. Sau khi mà vị hành khách này ăn hai tô mì bị tính là $20, thì ông ta mới bực mình quá và gọi điện thoại cho ông Bộ trưởng Giao thông Việt Nam, đó là ông Đinh La Thăng, và than phiền. Đinh La Thăng vội vàng điện tới ngay sân bay và nói rằng là nhà hàng nào đó mà bán cái mì gói kiểu $10 một tô như vậy là phải điều tra ngay, và nếu có hành động sai trái thì phải dẹp bỏ cái nhà hàng đó ngay. Nhà hàng không niêm yết giá nữa anh. Không niêm yết giá mới bán tới $10 một gói, chứ niêm yết giá thì người ta đâu có ăn anh. Nó rất là hay. Không. Kính thưa quý vị, vừa rồi anh Nguyễn Trường cho biết rằng anh vừa nói ở Bắc Hàn có những cái gì đặc biệt. Bắc Hàn thì tôi nghĩ rằng là những cái sự giấu giếm của họ là đệ nhất luôn, là tại vì những cái tin mà không bao giờ mình được nghe thấy, biết thấy và biết, bởi vì cái hệ thống bưng bít tin của họ nó giống y hệt như ở Việt Nam vậy. Kính thưa quý vị, ở Bắc Hàn hôm nay thì một số báo chí đã leak ra một cái tin là em gái của ông Kim Jong-un sẽ có thể hoặc đã kết hôn với một con trai của một nhà, có thể nói là một người cũng tràn đầy quyền lực. Và cái điều này cho thấy rằng là bà em gái của ông này đang chuẩn bị để nắm quyền của Bắc Hàn. Vì theo như tin cho biết thì bệnh tình của ông Kim Jong-un cũng có thể khó điều hành được Bắc Hàn, phải không anh? Đó là một trong những cái tin mà người ta đang theo dõi rất nhiều. Vì đây là một triều đại gia đình. Đây là một triều đại gia đình là khởi đầu tiên của ông Kim Nhật Thành, là ông nội của những người này. Giám đốc cấp cao của chương trình an ninh nhân dân châu Á Thái Bình Dương tại trung tâm an ninh mới của Mỹ đã cho biết, nếu bạn đang thắc mắc về thế hệ thứ ba của triều đại của Bắc Hàn như sao, thì bây giờ bạn đã có một cặp vợ chồng quyền lực mới, đó là những người sẽ định hướng dân tộc Triều Tiên, mà đó là những người Bắc Hàn. Người em gái đầy thế lực, ông Kim Jong-un được cho là thân thiết với em gái mình.
Kim Jong-un, người kém ông khoảng 4 hoặc 5 tuổi. Michael Morden là người sáng lập trang web quan sát các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết rằng Jong-un và Kim Jong-un từng theo học tại một trường tư tại Vern, Thụy Sĩ. Và hai người này có thể nói rằng là một trong những cái khuôn mặt mà sẽ làm được cái điều gì. Vì hai người đều được là đến học ở Thụy Sĩ bằng cái tên giả của họ nha, chứ không phải là tên bằng tên Bắc Hàn. Đó, thì anh nghĩ rằng anh có cái điều kiện mà làm thương mại gì qua Bắc Hàn thì anh đi qua làm đấy. Vâng, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị những phần bảo trợ cho chương trình Cà Phê Sáng mỗi ngày.